xong rồi nó đẩy lên nè mọi người. À, lập mặt lại. Rồi bây giờ chơi nha. Lên chơi thử coi có trúng, có trúng được thú cưng không nha. Bánh hot dog miễn phí. Chào mọi người. Hi. Chào tất cả mọi người. Hôm nay Jalen và mình đi hội chợ triển lãm quốc tế tại thành phố Toronto. Thì tại đây có rất nhiều trò chơi giải trí và những đồ ăn đường phố. Và bây giờ tụi mình sẽ đi vào đây để ăn và chơi trong buổi tối thứ bảy ngày hôm nay. Hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho hai vợ chồng mình bằng cách nhấn subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình nha. Mời các bạn theo chân tụi mình. Đi. Hội chợ CNE là một văn hóa của Canada. Thì cứ độ vào mỗi năm cuối hè thì tại Toronto sẽ tổ chức hội chợ quốc tế CNE này. Thì trong hội chợ này các bạn có thể tham quan nông trại của người Canada hoặc các bạn có thể tham gia lễ hội hoa đăng của người Trung Quốc. Ngoài ra còn có các món ẩm thực đường phố và các trò chơi trúng thưởng nữa các bạn. Thì chỗ này đó các bạn thì có những cái con ngựa con, thì người ta đem những cái con ngựa con này từ vùng ngoại ô vào bên trong thành phố để cho các bạn nhỏ và cho mọi người tham quan. Và ở đằng xa kia thì mình có thấy một con ngựa rất là to luôn mọi người. Ngoài ra thì đây cũng là lần đầu tiên mà mình nhìn thấy con ngựa đốm mọi người. Mình chỉ thấy bò đốm thôi mà bây giờ có ngựa đốm nữa. À, hai con heo này ghi là 5 tháng. 5 tháng nhưng mà mập ú ù ù luôn. Wow, tất cả những loại heo trên thế giới nè mọi người. I haven't seen. Yeah. I haven't seen that. Rồi, và đây là cái hình như là chuồng bò các bạn. Và đằng kia không biết là chuồng bò hay chuồng dê nữa. Mà ngoài đằng kia có một cái con bò, con bê màu trắng. Thì mình không biết là cái giống nó như vậy hay là tại nó bị bệnh mọi người. Còn con này thì tiếng Anh là llama. Thì mình không biết là trong tiếng Việt là con gì. Nhìn cũng rất là lạ mọi người. Ngoài ra thì người ta còn có đem những cây giống đi ra đây để trưng bày và bán nữa. Thì mình thấy là có những cái cây cà chua nè, cây ớt nhỏ xíu rất là xinh luôn. Và trong hội chợ này thì các bạn còn có thể mua sắm như là quần áo nè, trang sức nè, tranh nè, vòng tay nè, đồ mỹ thuật nè. Và khu vực này thì còn có bán xà bông nữa các bạn. Xà bông mà xà bông cháy banh á, để vào trong bồn tắm để tắm nè mọi người. You know what? I'll do a hot dog too. Why not? Two, make that two. Two hot dogs. So give me your cash. All right. It'll be $11. Yep, no problem. Here, so I have this. How much do you have in there? $5.50 for me. Oh, that's it? Okay. Thank you. Hmm. All right. You can put on the top. Hi.
Oh, wow, that's a lot of ice cream. Bây giờ thì hai tụi mình mua cái khoai tây này để ăn nè mọi người, khoai tây chiên. À, nhìn cái bình tương cà đây nhìn to. No. We can try it. Try it. I think it'll be good. It's like a hot sauce. Some sriracha as well. Got it. Maybe. Let's look for forks. Maybe we can ask for them. Bag of 18, please. Bây giờ để Linh và mình mua bánh donut để ăn. Xong rồi nó đẩy lên nè mọi người. À, lật mặt lại. À, bánh donut của Dylan. Dylan mua một lần 18 cái luôn nè mọi người. Ăn cho đã luôn nha. Oh my gosh. Rồi bây giờ chơi nha. Lên chơi thử coi có trúng được thú cưng không nha. Hey. Close. Oh, so close. Yeah. Ugh, almost there. Free samples. Hot dog mean fee? No, it's just a little bit. They just give you one. All right. Right on, thank you. Bánh hot dog miễn phí. Thịt mềm ngon. I guess everything's the same weight. Saltwater taffy. Lots. Oh my gosh, that's a lot. Ah, kẹo. Quá trời kẹo luôn. Wow, chỗ này bán là mấy con nhộng mà các bạn. Người Canada mà cũng ăn mấy cái con nhộng nè. Ghê quá. Bây giờ mình sẽ ăn cái loại kẹo này hồi nãy mình mua nè các bạn. Thì 100g thì là 3 đô. Và cái kẹo này là hồi nhỏ mà mình thích ăn nhất luôn. Ở trong nó có siro vô rất là ngon mọi người. You are in the video. High visibility shirts. It's only $5. It's also lime green. Oh,
They catch, hoa they ăn catch thịt người, yeah. Hoa ăn thịt người. That's right. Give you a look. That's it. Okay, that's it. Yeah. But they will No, it's fine. Và bây giờ thì Dylan và mình mời các bạn vào tham quan lễ hội hoa đăng của người nghệ nhân Trung Quốc. Thì các bạn thấy rằng cũng gần tới Tết Trung Thu rồi, thì các nghệ nhân Trung Quốc cũng đến hội chợ này để làm những lồng đèn hoa đăng rất là đẹp luôn mọi người. Vào đây thì cái ký ức tuổi thơ của mình lại ùa về, bởi vì hồi nhỏ cứ mỗi lần học giỏi là được ba mẹ cho thưởng đi chơi đầm sen ngắm hội hoa đăng. Mình rất là thích luôn mọi người. Và ở đây thì lễ hội hoa đăng rất là lạ so với người bản xứ ở đây, bởi vì người ta chưa có dịp xem hội hoa đăng bao giờ. Và bây giờ thì hai tụi mình đi vào xem các bạn học sinh cấp 3 thi laptop robot các bạn. Và mình phải công nhận là các bạn này giỏi thật luôn. Các bạn lắp những cái con robot nhìn thì thật ra rất là đơn giản, nhưng mà cái kết cấu rất là phức tạp mọi người. Và mọi người đang thi thố cái robot gấp những trái banh bỏ vào rổ với nhau. He's going pro, go pro over there, let's go. All right, this game's killing me, folks. Big hit! Oh! Get that a bit more wet over here. All the way to first place, there's no stopping one. Watch your race, we're letting you guys pick it up right here right now, guys. That is right. And it's where the winner went to number one, guys, this time. Number one just guns up, fingers back on those triggers at the side of the bell. Here we go. Stop and watch, guys, we will do it again. We're going to let you guys pick it out right here, right now, guys. Stop and watch, my friend. Yeah, there you go. Keep going, don't stop. Don't stop till we hit the top. You're into the next one, buddy. Don't worry. Here we go. Our winner this time, it is... Hy vọng mọi người thích clip này và tiếp tục ủng hộ cho Dylan và mình bằng cách nhấn nút subscribe hoặc nút đăng ký ở logo góc phải màn hình nha. Và nhớ rằng đừng quên bấm chuông để nhận được những video mới nhất trên hai vợ chồng tụi mình. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye. Bye bye.